Chào các bác nhé, nay là 13 tháng 10 này. Em chở hàng hay máy cho các bác đặt nhá. Đây là con 24 phép này, vừa đánh vật vừa thả cáp nhé. Đấy, cho anh khách anh Cường ở Tân Biên Tây Ninh này. Đấy, thì máy đây em thì em đây là em giấu hết rồi này. Đấy, đánh vật này, đánh cáp này. Đấy, cái này volume mạnh yếu này, đầu ra vật này. Đấy. Còn con này thì của anh Đức nhé, ở Đức Hòa Long An. Đấy, con này là con 36 phép anh em nhé. Đấy. Con này thì quá khỏe rồi, đánh rất sướng luôn anh em nhé. Đấy, thì đây đầu ra của máy này, để bật điều khiển này, có bóp này, hai cầu đen có bóp này, bật mát này, đây, đây công tắc ba chế độ này, đấy, tần số này, chỉnh nhịp bơm này, đấy. Bây giờ em test cho các bác xem nhé. Đầu tiên em test con 36 phép trước này, đây, nguồn này, âm dương này, đấy, em công nguồn nhá. Đây, đây là có bóp dài cho các bác, 34 mét rồi, đấy. Tần số ví dụ các bác đánh cáp tổng hợp nhá, thì các bác để số 1 cho em và tần số này, phần xuôi là nhỏ này, phần ngược là to này, đánh cáp thì tần số các bác khoảng 80 quay đầu là ok rồi. Đấy. Đây mình là cáp của các bác nha. Đấy, và cáp thì cái này nói chung là bác chỉnh nhanh hết được em nhá. Đấy, có thể tăng khỏe một chút được. Đấy. Máy rất êm luôn các bác nhé. Đấy. Đấy, tiếp tục em test đến đây số cáp tổng hợp số 1 đấy nhé, số 2 cáp ta trơn này, trơn này các bác, tần số cao này chỉ được tâm nào nổ đẹp cho các bác để lại nhé. Đấy. Đấy, đây con này thì về Đức Hòa Long An anh em nhé, và một cái vết để máy thì rất gọn gàng cho các bác này. Đấy, quay sách này, hộp nhận nắp trong nhé, đấy, hộp loại xịn nhất cho các bác được. Số 3 là đánh một vợt này, một vợt thì các bác đánh rô phi nhá, thì tần số khoảng tầm 250-260 là ok rồi, quay đầu thành là đẹp rồi. Đấy, còn đánh băm chung thì các bác vẫn tầm 70-80% này. Đấy. Xuống tí này 360 70 này. Đấy, khi nào các bác đánh cá trắng nhá thì tần số các bác để tầm khoảng 200 quay đầu. Đấy, tầm 809-807 tùy các bác chỉnh nhá, nổi đẹp các bác để thôi. Đấy, và băm xung các bác chỉnh nhỏ nhất này. Đấy, đây là chế độ đánh cá trắng nhá. Đấy. Máy thì rất khỏe như các bác, và máy rất mát luôn, dùng em dùng có 2 quạt thôi, không có nhiều quạt như anh em là dùng 4 quạt để nắp trên này được. Bây giờ là cái cải tiến mới cái bên em. Đấy. Cái nắp 4 cái quạt ở trên này, máy nóng nó nắp nhiều quạt nhá. Đấy. Thứ hai là nước, như các bác đánh nước nó theo cái đường quạt nó vào máy này, rất là hại cho máy. Đấy. Đây con máy của anh Đức đây nhá, cái quả năng hoa này ok nhé. Em test cái con máy thứ hai này, máy Anh Cường Tân Biên Tây Ninh. Đây em chuyển cái đầu tải nó sang này, tải nha. Đây nguồn này, đấy, đây cổ bóp của nó này cũng rất dài luôn. Bây giờ em để chế độ đánh vợt trước này. Đấy, tần số thì em vận khoảng tầm 90 giờ. Thì con này thì chỉnh băm tự động như các bác nhé, không cần phải chỉnh băm đâu. Tức là các bác chỉnh tần số thì cái nhịp băm là routine nó tự động tăng theo các bác nhé. Con này auto luôn cho các bác, bác không phải chỉnh nhiều cả. Đấy. Đây là chế độ đánh vợt các bác nhá. Đây. Này bác đánh vợt thì vô khi nóc chơi các loại này có ok này. Chế độ thứ hai là chế độ đánh cáp này, các bác bạn gạt sang hết này, gạt sang trái này thì em ghi cái ký hiệu cáp vợt được đấy các bác. Đấy, đánh vợt thì các bác để tầm khoảng 56% công suất của máy nhé, và đánh cáp thì 34% là ok rồi. Đấy,
Đây cái này thì em thiết kế là cái băm nhá, các bác chỉnh tần số thì băm tự động tăng theo luôn, auto luôn các bác nhé, để các bác không phải chỉnh nhiều. Đấy, đây con máy quanh biên này, máy 4 phép. Máy rất mát được các bác nhá. Anh em các bác mà cần tư vấn về máy thì Kano cho em nhé, số điện thoại 0985 932336 nhé, em ở Nam Định, cho các bác chào anh em nhé.